Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hà Nội Computer. Như các bạn đã biết thì Intel Optane đây sẽ là một giải pháp giúp các bạn có được dung lượng lưu trữ rất là lớn cũng như là tốc độ truy xuất dữ liệu cao. Và nhưng mà trước đây, nếu mà các bạn khoảng tầm 1 năm trước thì các bạn có thể biết là giá của Optane khá là đắt, đều là khoảng tầm 1,4 triệu cho bản 16GB và về hiệu năng của nó cũng chưa thực sự là ổn định. Nhưng mà các bạn hãy nhớ, đây chính là bây giờ giá của Optane là còn chưa đến 1 triệu mà dành cho bản 16GB còn chưa đến 1 triệu mà nó cũng đã ổn định hơn rất là nhiều. Thế nên các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem là Intel Optane hiện tại nó có đáng lựa chọn hay là không. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồ bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hà Nội Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Nếu như các bạn chưa biết Intel Optane là gì thì đây sẽ là ổ cứng DDR2, tuy có dung lượng khá là thấp nhưng mà nó lại không dùng để lưu trữ riêng biệt mà nó sẽ chỉ sử dụng để tăng tốc cho ổ cứng HDD mà các bạn đang sử dụng. Và trên những bom mạch chủ sẽ phải từ là B250 trở lên, còn H110 hay là H310 sẽ không sử dụng được đâu. Nếu mà nói theo kiểu quảng cáo ấy, thì đây sẽ là một giải pháp giúp các bạn có được một ổ ED dung lượng cả terabyte mà mức giá thì quá là rẻ. Nói kiểu văn sẽ là như vậy nhưng mà thực tế thì nó sẽ là một ổ cache dung lượng rất là lớn dành cho ổ HDD mà nó mang lại cho các bạn tốc độ đọc ghi dữ liệu được nâng cấp lên khá là nhiều. Và nếu như trước đây các bạn đã từng nghe đấy chính là những ổ SSD nó sẽ có 8GB cache dành cho ổ HDD, nhưng mà với ổ Optane này các bạn sẽ có dung lượng cache nó lớn hơn, nó tận 16 hoặc là 32GB. Mà hơn hết đấy chính là các bạn có thể tận dụng được những ổ HDD cũ hoặc là các bạn mua một ổ HDD về và sau đó các bạn dùng cái này, các bạn cách vào, các bạn sẽ có thể là tăng tốc cho ổ 1T, 2T, 4T hay là kể cả là ổ 10T thì các bạn vẫn có thể cách được. Còn với ổ SSD thì các bạn chỉ có một dung lượng lưu trữ duy nhất như thế mà thôi. Bản chất của Optane nó là DDR2 sử dụng giao thức là PCIe 2X. Thế nên tốc độ của nó là rất lớn và vượt trội hoàn toàn so với cả 8GB ở trên ổ SSD. Nếu như trước đây ổ Optane nó chỉ cách được cho ổ cài Win mà thôi thì bây giờ nó có thể cách được cho cả ổ không cài Win. Nó sẽ làm cho các bạn có thể sử dụng được theo nhiều cách hơn. Với việc hỗ trợ như vậy thì bây giờ các bạn có thể sử dụng một giải pháp khá là cao cấp, đấy chính là các bạn sẽ chỉ sử dụng SSD để cài Win, cài app, nó làm cho các bạn việc vào Win, vào app nó nhanh hơn cũng như là mượt mà và tối ưu tốc độ hơn. Còn về game các bạn có thể chỉ để ở trong ổ HDD thôi và sau đó cách bằng Optane, nó sẽ tiết kiệm dung lượng của các bạn được rất là nhiều. Nếu mà các bạn bây giờ cứ cài một file game mà khoảng tầm vài chục GB mà cứ nhét vào SSD thì nói chung là các bạn sẽ phải đầu tư rất là nhiều tiền vào SSD để có thể lưu game. Nhưng mà bây giờ các bạn chỉ cần một ổ HDD khoảng tầm 2T ra khoảng 2 triệu. Ổ Optane này nó khoảng 16GB rồi là thế là các bạn đã có được một 2T tốc độ rất là cao để lưu game mà còn tiết kiệm dung lượng nữa. À mà nếu như bạn nào đang dùng ổ NVMe để cài Win ấy thì các bạn hãy lưu ý cho mình một chút, đấy chính là mình đã gặp khá là nhiều trường hợp là các bạn dùng ổ NVMe để cài Win, sau đó thì các bạn không dùng được ổ Optane nữa. Và khi các bạn đổi Win sang ổ SSD SATA hoặc là ổ đổi sang HDD thì các bạn lại dùng được Optane, thế nên là các bạn hãy lưu ý cho mình điều này nhá. Có thể là các bạn dùng ổ cứng NVMe để cài Win thì các bạn sẽ không dùng được Optane đâu. Đầu tiên để kiểm tra hiệu năng thì chắc chắn không thể nào mà bỏ qua bài Crystal Deepmap. Và mình đã chấm tốc độ đọc ghi khi để một mình HDD và khi nó được cách bằng ổ Intel Optane. Và như các bạn có thể thấy thì tốc độ đọc của Optane là rất lớn. Nó lên tận là 900M, nó nhanh gần gấp 4 lần so với cả một mình HDD thôi. Còn với tốc độ ghi thì mình lại thấy Optane nó thể hiện không được xuất sắc một chút nào. Thậm chí nó còn kéo cả tốc độ ghi của con Barracuda Pro từ 240M nó xuống tận là 150M. Nhưng mà việc kéo tốc độ ghi xuống 150M như thế này thì nó sẽ chỉ xảy ra với cả ổ 16GB mà thôi. Nếu các bạn dùng ổ 32GB thì tốc độ ghi của nó sẽ cao hơn, nó khoảng tầm 210-300M. Nó không được đến mức là 400-500M như là ổ SATA đâu. Nếu mà Intel muốn giải pháp Optane này nó thay thế hoàn toàn với cả những ổ SSD thì Intel sẽ còn một quãng đường rất là dài cũng như là thời gian rất là lâu nữa thì Intel mới có thể làm được điều này. Để các bạn có thể thấy được tác dụng cũng như là cách làm việc của Optane nó hoạt động như thế nào thì mình sẽ lấy một ví dụ rất là đơn giản và các bạn có thể sử dụng hàng ngày, đấy chính là việc các bạn boot Win. Và mình sẽ so sánh trực tiếp xem ở ngay lần đầu tiên thì kết quả test của nó mình thấy là nó không khác biệt quá là nhiều. Ổ cứng cơ thì nó sẽ boot là 36 giây, còn ổ cứng Optane nó là 30 giây.
Nhưng Opten nó là một giải pháp cách nó rất là thông minh. Thế nên là khi nó nhận thấy là các bạn sử dụng một tác vụ gì đấy mà rất là nhiều thì nó sẽ tập trung tốc độ vào tác vụ đấy và nó sẽ rút ngắn thời gian của tác vụ đấy lại. Khi mình tiếp tục test lần thứ hai thì kết quả nó đã thực sự khác biệt lên rất là nhiều. Và ổ cứng cơ bây giờ nó lên tận là 50 giây, nó không ổn định một chút nào. Còn ổ cứng Opten thì nó lại rút ngắn lại, nó chỉ còn 17 giây mà thôi. Và sau nhiều lần bốt đi bốt lại vào win và cũng như là sau nhiều ngày sử dụng thì ổ Opten của mình nó đã phải nói là phát huy tác dụng của nó rất là hiệu quả luôn. Và mình có thể bốt win chỉ trong vòng là khoảng tầm từ 7 tới 8 giây mà thôi. Nó nhanh như kiểu ổ cứng EDNV máy luôn ấy. Còn ổ cứng cơ thì nó vẫn khi nào nó cũng bốt ở trên 30 giây, lúc nào cũng trên 30 giây nó mới có thể bốt được vào win. Và nó cũng không thực sự ổn định với thời gian bốt vào win, nó có thể từ 30 giây đến 50 giây và thậm chí nó có thể là cả phút. Và sau phần test là vào win một tác vụ mà các bạn sử dụng hàng ngày thì sẽ là một tác vụ khác mà có thể là những game thủ sẽ sử dụng rất là nhiều, có thể là sử dụng nhiều hơn cả việc các bạn vào win, đấy chính là chơi game. Và tựa game đầu tiên mà mình test đấy chính là Battlefield 1. Một tựa game có dung lượng lưu trữ của nó rất là lớn, cũng như là khả năng load dữ liệu của nó là quá nhiều. Thế nên nó dẫn tới một điều đấy chính là thời gian vào game của nó rất là lâu. Ngay lần đầu tiên mình test thì sự khác biệt của nó đã rất là rõ. Kiểu cứng cơ là mất đến 35 giây để các bạn có thể vào game, còn với Opten các bạn chỉ mất là 27 giây thôi. Nếu như các bạn là một game thủ thường xuyên chơi Battlefield 1 và các bạn dành nhiều thời gian cho nó thì sau này các bạn có thể mất thời gian chỉ khoảng tầm 15 giây là các bạn đã có thể vào game được rồi. Và nó nhanh hơn ổ cứng cơ nó rất là nhiều. Sau đây các bạn có thể tham khảo một số kết quả test game nữa để các bạn có thể thấy được là khi các bạn sử dụng trong thời gian dài thì thời gian load game của Opten nó cải thiện rất là nhiều. Và Opten đây sẽ là một giải pháp rất là tối ưu cho những game thủ mà không muốn phải chờ đợi việc load game lâu. Nếu như các bạn là một game thủ nhưng mà ngoài chơi game các bạn còn làm việc nữa thì sao? Thì mình sẽ test thêm cho các bạn vào một phần mềm nữa, một phần mềm nổi tiếng với việc vào lâu, đấy chính là BadSmart. Vì bên trong nó là rất nhiều thư viện hình ảnh cũng như là dữ liệu khác nhau, thế nên kết quả là ổ cứng cơ sẽ là thua đứt hơi so với cả ổ Opten. Trong khi Opten nó chỉ mất là 14 giây là đã có thể vào phần mềm và sử dụng được rồi, thì với ổ cứng cơ nó mất tận là 48 giây. Mà đây là mình mới chỉ vào phần mềm thôi chứ mình chưa vào project. Nếu mà mình vào project luôn thì sự khác biệt sẽ rất là lớn, bởi vì ổ cứng cơ nó tốc độ đọc nó rất là thấp, thế nên là thời gian chênh lệch sẽ rất là nhiều và nhiều hơn như lúc này nữa. Và như các bạn có thể thấy là từ nãy giờ mình cho các bạn thấy đấy chính là tốc độ vào win, tốc độ vào game cũng như là tốc độ vào phần mềm thì nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ đọc rất là nhiều. Và tốc độ đọc của Opten thì nó lên đến 900 mb, nó còn nhanh gấp đôi so với cả những ổ cứng ED SATA. Thế nên là tốc độ vào phần mềm cũng như là vào game của nó rất là lớn và rất là nhanh. Và nhưng các bạn lại để ý một điều đấy chính là nó có tốc độ ghi là chỉ 150 mb mà thôi. Thì nó sẽ có hiệu năng như thế nào? Thì mình có thể nói là tốc độ ghi của nó cũng chỉ xem với cả những ổ HDD thông thường thôi. Đối với bản 16GB nhá, thì nó sẽ là xem với cả những ổ cứng cơ thông thường. Thế nên là khi các bạn làm phần mềm dùng để render các thứ ấy thì nó sẽ khá là chậm. Bởi vì như mình làm video, dung lượng video của mình là rất là lớn, thế nên là với tốc độ ghi của một ổ cứng cơ nó sẽ làm kéo dài thời gian render của mình ra. Nó có thể trong lúc render thì nó vẫn như thế, nhưng mà cái lúc 99-100% ấy, có nghĩa là cái thời gian mà nó ghi video lại ấy, thì nó sẽ rất là lâu và nó lâu hơn ổ ED khá là nhiều. Khi mình test thử Render Premiere để xem tốc độ render của nó có được cải thiện hay là không thì kết quả là nó vẫn thế, nó vẫn như ổ cứng cơ thông thường mà thôi, nó không được cải thiện một chút nào. Lúc để import dữ liệu các thứ rồi mình edit thì đúng là nó có nhanh hơn, nhưng mà về tốc độ render thì nó không có tác dụng mấy. Sau những bài test vừa rồi của mình thì các bạn có thể thấy là ổ Opten hiện nay nó đã dư để có thể đáp ứng cho nhu cầu của những game thủ này, những người dùng thông thường cũng như là dân văn phòng. Nó có thể nói là đáp ứng rất là tốt luôn. Còn với những bạn nào mà edit đồ họa nhẹ nhàng rồi làm video project khoảng tầm Full HD các thứ thì các bạn vẫn có thể làm được, làm ổn. Còn với những bạn nào mà làm kiểu chuyên nghiệp video 4K các thứ ấy thì mình nghĩ là các bạn vẫn nên sử dụng là ổ ED thông thường. Nếu mà ED NVMe sẽ là càng tốt. Và bây giờ ED của Opten nó đã rất là ổn định rồi thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng giải pháp đấy chính là các bạn chỉ dùng ổ HDD cũng như là ổ Opten mà thôi. Nó không bị full nick đâu. Đúng là nó vẫn có là HDD nhưng mà nó chắc chắn sẽ không bị full nick, thế nên là các bạn sẽ không gặp hiện tượng khó chịu khi mà gặp lỗi full nick nữa. Mình cực kỳ ghét lỗi full nick luôn. Và hoặc là các bạn có thể sử dụng giải pháp cao cấp hơn, đấy chính là các bạn sử dụng là ổ ED để các bạn có thể cài app rồi các bạn cài win các thứ. Còn ổ Opten và HDD các bạn chỉ việc nhét game mà thôi. Nhét game, nhét phim, nhét ảnh vào, tốc độ đọc của nó là quá nhanh, thế nên là khi các bạn cứ bấm vào một cái nó sẽ phản hồi tức thì cho các bạn. Các bạn sẽ không cần mất thời gian gọi là chờ đợi các thứ. Và ý kiến của bạn như thế nào và các bạn có lựa chọn đi theo Opten hay là không
khi mà mức giá của nó cho bản 16GB là còn chưa đến 1 triệu thì các bạn hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.